Mối gì? Hả? Mối gì? Ôi, mua bánh da lợn không? Thôi, đến chút về em mua bánh da lợn. Rồi, còn ba là cô xứng tâm lên. Cái này nó bị gì vậy? Màu anh nó bị đụng vô cái này nè. Đụng vô cái bẹt. Mày không biết nấm không ta? Nấm gì? Mày á, nè. Nấm không? Nổi hả? Cái này cũng không nấm hết trơn á. Thôi chốc lại mua, chốc lại người ta nướng rẻ mới á. Gì? Mua cái hộp bí ăn nữa hả? Đâu? Có mua không? Cái này toàn ngọt quá. Còn cái nào mặn? Sao không biết mặn? Bé Hiền, ăn táo nhiều quá mọi người. Ơi, con biết thì ăn sắp cái gì rồi đó. Cái gì? Lá cờ Việt Nam á. Phải không? Phải lá cờ Việt Nam nè. Mọi phát hiện lá cờ Việt Nam. Đẹp quá.